sẻ trong mùa đông. Vậy thì khi mà đông tới thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của chúng ta nói chung và của trẻ em nói riêng ạ? Vâng, khi mà cơ thể mà bị nhiễm lạnh ấy, thì không có cứ mùa đông hay mùa hè thì đều có thể gây đến ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể liên quan đến rất nhiều các vấn đề về mặt chức năng sinh lý, nhưng mà một trong những cái rất quan trọng là nó sẽ gây suy giảm cái đáp ứng cái đề kháng của cơ thể đối với các tác nhân bên ngoài, đặc biệt là khi tác nhân gây bệnh ở đường niêm mạc. Niêm mạc đấy hay gặp nhất là đường hô hấp, nhưng có thể những vị trí khác nữa. Vì vậy cho nên mùa đông, tất nhiên đã là mùa đông thì cái mùa lạnh nhiều thì cái khả năng bị nhiễm lạnh sẽ nhiều hơn. Và đấy là cái lý do mà tại sao mùa đông là chúng ta cũng nhìn thấy là một số cái bệnh nó cũng mang tính chất đặc thù hay gặp ở mùa đông hơn. Vậy đối với trẻ nhỏ thì chúng ta cần lưu ý những điều gì ạ? Và với khí hậu mùa đông lạnh như vậy thì cái sức khỏe của trẻ nhỏ sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Vâng, đối với trẻ nhỏ chúng ta sẽ nhìn thấy là mùa đông nó dễ mắc bệnh người lớn vì bản thân các cháu là không tự biết điều chỉnh được, không tự biết phòng vệ được. Nói ví dụ như chúng ta cảm thấy lạnh, chúng ta có thể khoác thêm áo, chúng ta thấy nóng, chúng ta có thể cởi bớt áo ra, hoặc là đi đến chỗ mà có quạt hay là tìm cái môi trường mà có thể thông gió. Nhưng các cháu thì nó sẽ bị thụ động, vì vậy cho nên là nó sẽ dễ bị nhiễm lạnh hơn. Thế còn trẻ bị nhiễm lạnh thì rõ ràng là sẽ gây rất nhiều các loại bệnh. Về các bệnh mùa đông có thể nói là cái hàng đầu là các bệnh mà lây nhiễm qua đường hô hấp. Bác sĩ vừa nhắc đến là những cái bệnh khác ngoài cái bệnh đường hô hấp thì các bạn có nhớ là sốt xuất huyết cũng là một căn bệnh rất nguy hiểm mà thường xuất hiện vào mùa đông. Tại sao cái căn bệnh này lại xuất hiện vào mùa đông ạ? Bác sĩ có thể chia sẻ thêm được không ạ? Và cái việc là xuất hiện sốt huyết ở mùa đông thì có nguy hiểm hơn so với cả sốt xuất huyết có mặt vào mùa hè được không? Chúng ta có thể gặp những cái bệnh mà về mùa đông nhiều hơn, ví dụ như là bệnh quay bị, bệnh rubella. Và sốt xuất huyết thì thực chất thì người ta không gọi đấy là bệnh mùa đông. Sốt xuất huyết ở nước mình là loại sốt xuất huyết do các cái chủng virus đanh gây nên, thì nó gặp ở cái mùa mưa. Và chúng ta biết là mùa đông cũng là chúng ta nhìn thấy là cũng có mưa nhiều. Đặc điểm của cái mũi mà mũi vằn Aedes của cái vector mà lây truyền virus đanh này thì nó có đặc điểm là nó rất thích nước mưa, là vì nó thích nước sạch. Và nó chỉ sinh sản trong cái môi trường mà nước ao tù, nước đọng, nhưng mà phải là nước trong sạch. Thành ra mùa mưa là cái mùa mà sinh sản của muỗi. Và mùa đông cũng có mưa khá nhiều, thành ra là đấy là cái có thể là gây nên cái tình trạng của cái gây ra sốt huyết đanh ở mùa đông. Và thực ra mà nói là chúng ta có thể gắn với đấy là vào mùa mưa. Dạ.